Rồi chào cả nhà nha. Bữa nay mình lên Đạt cho trễ bạn. Bữa nay hai anh em mình đi cắm câu cá lóc. Bây giờ cũng tối quá nên hơi trễ. Đó, thấy điểm này ngon nè. Quất cần coi. Tối thầm kiếm cá lóc siêu to khổng lồ. Bong 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 bong. Đó, nhái không? Bong bong búng chọc 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 liền. Ở đi đi, đi trước đi. Em chọc 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 to quá con cá lóc chà bá lửa nè. Công nhận trời sụp tối nhanh thiệt chứ, cũng tranh thủ thời gian lắm vậy mà lên đây tối hù ăn thôi. Câu có nụ chứ nãy giờ bỏ nè. Anh lấy gần đây để anh lọ lửa cho. Nè quảng cáo là cá lóc ở đây là toàn ký chưa lên không, nó táp như cá sấu rồi. To với cá lóc bằng tay út chữ cho banh xác. Nhẹ nhẹ bơi 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 ha. Múc chỗ nào đây, múc chỗ nào thôi. À, chỗ này ngon nè. Cái trống ngon quá. Trên Đạt nhái còn nhiều à. Còn với mình không có. Nhái vừa cặm ra không. Đó, nhái vừa cặm. Nhái mà lừa nữa chứ. Lừa nhái vừa cặm mới chịu à. Nhái bự bắt cặm thì ngon. Đứng ngang cây này gãy té sắp mặt. Té sắp mặt ra làng. Coi chừng nó nhảy lên cái cây. Hồng cắm nhậu với hồng chè đắp tiền chính có cắm chứ. Đó. Đó, ngon lành ngon lành. Rồi bây giờ để hai anh em mình tranh thủ cắm nha. Rồi cái gì tối thăm mình quay tiếp cho bạn xem ha. Mong mà tối nay kiếm được vài con cá lóc to to. Thấy quá đã liền rồi. Hả? Cốc. Rồi con cóc vừa đã vừa cắm như vậy giống như nhái vừa cắm ghê không? Cắm cắm vừa nào dính. Rồi chào cả nhà nha. Bây giờ hai anh em mình đi thăm câu bạn ơi. Bây giờ chắc cũng khoảng 8 giờ rưỡi rồi. Ở đây ta trồng là cải trắng, cải trắng quá trời luôn. Ha. Ngư chứ. Hả? Ta đang thu hoạch cái lấy bên kia kìa. Thôi củ nó lú lên, củ nào bành bành không à. Ốc ma. Mong kiếm được vàng cá lóc coi. Nửa đêm mà phát cỏ gì? Trời đất ơi. Nhìn này 8 rưỡi rồi kia còn phát cỏ bạn. Có cái chòi đó sáng sáng nắng á. Bó tại trời, chịu làm dữ vậy. Rồi 8 giờ rưỡi đi mà còn phát cỏ. 11, 12 giờ là cái dạy nhỏ con gái vậy đó. Giữa. Quà. Ừ. Cái này gì ta? Hả? Ngồi gí hả? Ngồi gí. Thường ăn bánh mì rồi đó. Ngồi gí, câu cá mình nhìn nhảy lắm đó. Ừ. Các bạn nhìn cái nhảy lắm. Nhảy em này dưa hấu nè, trồng tết nè. Trái nhỏ xíu. Chưa bự. Đón tao đón tết. Đó, trái đây kìa. Này cách Sa Đéc khoảng 2 cây số hả là? 3 cây. 3 cây. Rồi mở hàng cần đầu tiên coi, liệt không? Nhái nó hello. Lần đầu tiên Trung Quốc rồi, cái này ngon quá trời Trung Quốc. Nghe hello hello. Cộng hai cần sát bên Trung Quốc. Tình hình không phải căng thẳng nha. Hôm bữa mình với Đạt lên đây hai cần đầu tiên lụm hai con. Lần này thăm hai cần đầu tiên Trung Quốc.
Nhà tôi trồng cải quá trời cải. Cải trắng. Ô cái này sảy rồi. Táp hụt sao sảy tức quá đi. Trời ơi, thăm ba cần hai cần không dính cần sảy. Cái mương này sợ tao chích điện quá. Cho nhái có nhái không? Hai anh em được còn lại cái ba nhái, cầm con nhái này còn hai con nhái à. Cải này, của cải này là ngay chăn tết luôn, bảo đảm à. Nó mới bằng con tay cái. Hay vậy cái nó màu lớn. À, 30 ngày, 2,5 là người nhỏ rồi. Hello hello siêu god nhái còn thân không thấy liệt liệt hết ta. Mấy anh em thăm hết rồi bạn ơi, không có con nào hết trơn, xài hết ba cần đúng buồn như con chuồn, cặm gần 20 cần không có một con cá lóc. Nhìn mặt hám sâu kìa, đi trước kìa. địa điểm mới địa mới thất bại, địa điểm cũ bữa đó mình với đẹp cầm á, người ta bơm cát hết trơn rồi, hôm nay cầm địa điểm mới nhé, còn tưởng chụp quốc rồi xong luôn, 20 cần không có một con, đúng là buồn con chuồn chuồn chứ. Thôi giờ đợi sáng rồi sao tình hình sao đây, giờ hai anh em về đó bạn ơi, sáng thăm tiếp. Tưởng đâu có cá lóc nướng chui rồi, ai ngờ đâu. Ô trù ô cá nè, bạn thấy nghe thấy ghê không? Con giận sống nè, mà cái mương này mương ta nuôi mình cắm câu cũng được đó. Có cá lóc hầm này, cá lóc kinh dữ dằn trời. Vậy là bên đây, gom bên đây. Không lẽ gom bên đây trơn rồi. Đó, nữa đó. Còn bông súng quá trời bông súng luôn. Này, con cá lóc nuôi. Tự nhiên mà dạng ta làm bị bao, ta nuôi cá. Cá nó vô ta nuôi luôn. Bông súng quá trời bông súng đẹp. Rồi, để cái gì sáng mai mình quay tiếp cho bạn xem nha. Mong là kiếm được vài con cá lóc thôi, con hai con cũng được chứ đâu. Đâu có chuyện mà không có con nào thấy thiệt, đúng buồn như con chuồn luôn thiệt luôn á, chứ không có giỡn không. Đạt này nổ banh xác luôn á, mình đi từ nhà mình xuống tới nhà Đạt cắm mình, buổi tối không có một con nào hết. Hồi bữa mình với nàng Đạt cắm câu bạn, bữa đó tối được hai con á, sáng nàng Đạt thăm thêm được hai con cá lóc nữa với con cá nước. Rồi bữa đó sáng mình không có chuyện á, mình không có xuống. Cái này địa điểm mới đó. Ồ, cá gì vậy? Cá lóc. Đó, cái đầu lên gặp luôn. Nó quay con nó đục người ha. Nó còn động nước á. Wow. Quá trời thật. Mà hầm cá người ta nuôi đó, cầm đây ta chữ bên xác. Rồi giờ về thôi. Về lại đây nó gơ mình đó. Này bóc cải thằng quá trời. Ủa bự thấy không? Ê dính lại, dính lại, dính dính dính. Hả? Dính dính. Trời. Đừng câu này hái sảy móc ngái vô dính nào bạn. Để từ từ đặt, từ từ đặt. Đúng rồi bạn. Trời ơi, hồi nãy sảy giờ dính nè. Mày nãy ăn của tao một con. Trời ơi, luôn. Cá nó quậy im ghê, đó đó đó. Đó, cá bự, cá bự, cá bự. Coi chừng sảy nha, nãy sảy lần rồi đó. Lên. Mày hả lị. Trời ơi, đứa trời bạn ơi. Má đứng đi về. Đang đi về, ai ngờ dính nè, hồi nãy cái cần nãy nó sảy nè. Còn hết nhái rồi. Chết bà hết nhái rồi. Đi vào bắt con. Hôm qua nó bắt con nhái, lóc bự mà. Con này khoảng 400 gram. Trời ơi, cá lóc cái xấu số nè. Ăn quen hoài. Vô. Dậm hoạn hồi quay thu hai cần nãy rồi đặt. Hai cần sảy nãy nè. Cần này sảy ba cần này với hai cần kế tiếp nó sảy đó. Đang quen hồi dính á. Bắt nhái rồi đó bạn ơi. Thấy con hứng thú rồi đó. Trên đường về lụm. Bắt nhái đi, tranh thủ bắt nhái cặp lại, sáng kiếm rồi. Sáng kiếm thêm con chỗ này nữa. Mới đi quay lại lụm trời. Công nhận hay không bằng hơi thiệt chứ. Có không?
Đang đang bắt nhái đang. Đó bên kia coi gần về gần 9 giờ rồi còn cắt cỏ bên kia. Công nhận anh đó ảnh xuyên cực kỳ chứ. Hồi chiều mình với Đạt đi cầm câu ảnh có thấy, tại vườn này vườn cũng của người quen á, hàng xóm. Giờ 9 giờ đêm mình cắt cỏ. Bởi cuộc sống người dân nhiều khi không phải cực khổ vậy bạn. Nhầm người ta phải xuyên, ta buổi bây giờ sống dưới quê phải xuyên. Ờ với lại giờ cắt cỏ nó mát. Để mình với Đạt kiếm con nhái móc lại cái lưỡi câu đó cái đã. Tâm ngược lại hai cần hồi nãy nữa mà, trên đường về luôn nè. Trời ơi, đừng nói hai cần này ngược lại dính nè. Dính thôi bó tay luôn á. Chục quốc hả? Ờ, chục quốc à. Nhái mới cầm sao chìm queo rồi. Con này nãy xảy nè. Chục nó mới lên nè, bóng gời luôn. Cá lóc đó là còn cái đó là xấu số. Dính nào dính nào. Trời con nhái bự hơn con ếch luôn nội mẹ ơi. Cái này cá lóc còn 3 kg á. Thôi vậy chứ quất mà. Rồi để gì sáng mai quay tiếp cho bạn xem ha. Thằng này quay cá lóc luôn nè, quay kỹ lại cái đây. Tổng kết buổi tối được hai anh em được có con một. Cá lóc trong bóc trời. Nước nó trong miệng trắng. Con này khoảng 400g mà mới bắt thêm được con nhái. Rồi, thôi để gì sáng mai mình quay tiếp cho bạn xem nha. Cái mặt rất là vui. Cá lóc xấu số. Dạ. Cá lóc rồi, chào cả nhà nha. Sáng nay hai anh em mình đi thăm mấy con câu hồi chuyện qua cảm bạn. Hồi hôm nó hên con cá lóc nó xấu số. Đi lúc đi thăm mà không dính, sảy mà lúc về thì lại dính. Tưởng đâu mà hôm hai anh em móc bọc rồi chứ. Ê, sáng làm bậy bạ mày, chó thiệt tình. Sáng lạnh quá trời lạnh, hai anh em mặc áo gió luôn rồi, quá trời lạnh. Dưới quê tụm gài giấc tối với giấc sáng lạnh dữ lắm. Hả? Dưới quê thường thường ta thức sớm. À bây giờ ta thức ta làm cũng cả rồi. Đèn còn bắt. Còn bắt sáng chừng. Tổng Đạt chim cũng nhiều ghê ha, chim chóc. Còn tới mùa nó gì anh lậu đầy đập chuối cho luôn. Sáng nay mong kiếm con hai con nó cũng mừng rồi. Tại thấy tình hình hồi hôm không ổn lắm. Hay quá. Hôm đi thăm 4 cần, 5, 6 cần là thấy sảy hết 3 cần thấy tưởng đâu. Hai anh em nghĩ không biết có ai gỡ cá không trời. Sáng giờ thành công tiêu gỡ luôn. Sáng anh đó thức sớm kìa, tứ đồ. Ở đây cái cục điện mà nó chim sẻ ra nó kêu kinh hồn luôn. Đó mà nghe kinh hồn. Nãy mà đi vừa gần tới nói thằng Đạt ở đây có ai nuôi yến hay sao. Ở quê thì nói chung người dân người ta ngủ sớm chứ người ta thức sớm lắm rồi. Giờ sáng sớm mới hừng hừng rồi người ta ra tứ đồ. Mà giờ hai anh em đi mà trời lạnh trời cũng queo quay luôn. Quy quyết tèo mắt tiêu trơn. Ai à, thấy cái bẫy đầu. Ủa, lộn bị liệu. Tới cần câu đầu tiên. Hả? Ồ, câu ướt nhép nè. Ôi sảy rồi. Đúng là buồn như con chuồn. Ngậm ăn thấy ngăn quá vậy ta. Mà còn có lóc này hay gì vậy? Cần đó chất quất, đưa câu anh cầm cho. Nhái thì em tháo ra để trong bao. À, không chanh luôn.
hả? Không để cho anh cầm hả? Thôi để anh đi, bỏ vô ba anh đi, về nhà cái gì anh cầm thử làm sao. Trời ngán hiếm lắm á. Nếu ăn có lóc quá ta. Bỏ nó là nó lên bọt rồi. Trời anh dữ dằn lắm, kinh nghiệm đầy mình đó. Rồi dạ. Em mua dịch nhóc. Mua dịch ở nhà anh hả? Em thấy không? Mấy bầy là toàn dịch nhóc anh. Gì? Mấy bầy dịch anh nhà đó. Dịch bé hả? Ừ, là dịch nhóc anh không đó. Mua cho dịch cái. Mua cái nhóc xong để lấy trứng mà. Hai bầy đó. Em muốn xem mấy clip anh nhóc có ló hả? Trời ơi, một khoát một là văng lên bờ liền. Ừ, chút quát mọi người. Cái cần lần kia mới dính nè. Phải không? Không nhớ cần lần kia. Tại hai cần đầu sảy. Sáng nay mong kiếm một con hai con, thấy tình hình không ổn, cái mương nó dạng sợ tao thấy chích điện quá. Ở đây. Cái nào được con cá lóc nhiều hôm không Đạt? Có cần này sảy à? Hả? Cần kia hình như dính hay gì vậy? Lên 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 lên. Ý, cảm giác hoạt đọt này kia kìa. Mọi người dính thì sảy à. Hoạt vô má. Cần này hôm sảy nữa nè. Đó, từ từ nè. Nó dần nhiên bông thỏ ta kìa. Nè bạn, cụp đầu nè. Nó dính gì không? Gì vậy coi. Ê, cây kìa. Ồ, sảy nữa. Trời ơi, sảy rồi. Mình mệt. Mệt một chứ, chảy người rồi. Ôi. Đọt. Hôm sảy cần này, giờ này cần này sảy nữa. Gì ta? Nó sảy không à? Cục đọt chứ không tưởng nào dính không chứ. Ừ. Nản rồi chứ lâu lâu có được, cũng cần thấy có cảm giác mà sảy. Nhái nhảy tung tăng từ đó dính không? Ừ, chảy nữa. Hả? Ừ. Ừ, nhái còn phần nữa, ừ nhái chết. Còn dĩ đá còn phần nữa. Đây nhái còn nhảy tung tăng. Trời ơi, mấy cái mương này, cái hốc ngon quá trời luôn. Ở đây không có cá à Đạt à. Như vậy cho em vợ lên giường thế nè. Nó lên dưỡng trồng cái thôi, không có mương xịt thuốc tối ngày đâu, cá lóc bao còn. Ừ. Chỉ còn cái mương này cấm được. Sáng mình miệp kêu. Ồ, gần kia nè, xảy cái gì không thấy nhái đâu à. Lúc muộn con chuồn chuồn trống rồi, nó cục đọt đâu chứ mình xảy vậy. Mấy cái muộn trống làm sao xảy được hay vậy ta à. Hôm anh nghĩ cái mương khúc này nó tình hình nguy hiểm ở chỗ này nè. 4-5 cần xảy chân liên tiếp mà thấy không ổn rồi, sáng rồi tối thăm mà. Chứ mương trống lỏng này nó đâu có quán cỏ gì đâu, đâu phải dễ xảy đâu. Ồ, nguyên cái hồ con muốn ở muốn xuống đẹp mà đây ta nuôi cá lóc mà. Lóc hôm mà táp bùm á. Dừa trái cũng khiếp. Trời ơi, dừa trái gây hồn. Mình cái trồng như đậu đũa gì quay. Trời ơi, kiếm con cá lóc nữa là ơi.
tình hình quá căng thẳng. Con nhái còn luôn. Nhái này nó bự. Nhái này quất cứ về để anh về hình hên cầm cho chơi dính. Vườn anh chứ có cá lóc á. Có mà ít. Vườn ai đâu vô chị. Nhái hello không? Không có vô gì nhổ le lử. Mướp. Mướp thì có lòng gà, lòng vịt xào thôi. Dễ chịu nổi. Tình hình hai anh em sáng nay móc bọc. Cá lóc là hôm là cá lóc xấu số. Hả? Dính rồi này. Hả? Trời ơi, cá lóc chết queo. Như nè. Ừ, bó tài. Cá chết queo rồi. Nốt lử. Trong câu rồi nó nốt lử còn. Queo. Cá nhỏ cả về muối xả ớt chiên ngon. Vô luôn, có dính rồi. Không dính là được rồi. Ốc nhiều ghê hồn, ốc đắng gì đó. Đang đen mua mấy cọng muống mà. Nhái hello nữa rồi. Mướp rồi. Chịt mướp. Rồi nhái để dành anh. Nãy giờ cũng còn năm bảy nhái cái chục con gì hơn hơn cần dính con chà bán lên que rồi ờ cần dính cái lóc rồi Đạt ơi đó 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 ý dạ từ từ đã còn nhái còn nhái này nó táp sao dính luôn cho nó dính meo quá vậy ờ dở lên dở lên chờ cái lưới câu chà bá mà ờ lưới câu câu cá à tám nhái còn luôn nha bự quá không ừ nhái táp anh chạnh nhái thôi cái lưới câu chưa đời nổi con ăn câu lưới câu nè lưới câu cá số 18 chưa đời nổi đó cá lóc cũng ngon lóc đồng vậy cũng ngon rồi đó sáng nay được hai ẻo ha còn đâu ba cần gì hết rồi đó, đây đây tối nãy ba cần bốn cần cái này ba cần hên là dính một con nữa coi ai biết hên sao trời sáng nó lạnh lắm rồi đó quật đậu có không ừ chất quất mừng lục bình ngon quá trời luôn quất thấy lục bình ngon quá giặt lỗ nghi hôm dính không dính mấy nhái này vừa cắm giờ cá lóc lên hai cần hốt của chót hốt của chót không còn hai cần nữa thôi cá lóc chạp ba lửa cái hai anh em mừng cả làng ê ê từ từ đã coi nè các bạn câu luôn nè câu mình nè chạy con mắt ra nó sảy nữa lâu lâu dữ vậy thôi ê dễ dễ nhẹ thôi ô sảy rồi trời ơi kỹ trời lo đúng một câu câu luôn. Bự lắm luôn ừ nó lo kêu đó cá bự lắm á trời ơi phải con đường hơn cá gắn hay gì gắn á sợ gắn nước á nó cắn còn gì từ từ tải vô mà gắn á gắn nước đó sẵn câu lại thăm luôn vô rồi ôi 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 cái gì vậy sảy nữa hay vậy sảy nữa vậy lại con ơi gì á gì kỳ vậy sảy nữa rồi
Ủa hai cần cứu xảy trên trời. Vậy á, từ nãy lâu đúng không á. Ừ. Nhỏng ai luôn vậy. Rồi. Ừ, không có con chót nào. Hai cần chót xảy trơn. Thấy nó đầu lúc đầu. Ngờ quá. Đúng buồn con trùng trồn chứ. Quá đau lòng. Hôm em mới về, hôm em nói em gọi cái cần qua mình cầm thấy ngon cái mương này nè, ngon mát nhưng vậy. Mà nó lâu lúc xuống nhưng mà cũng dài sảy cái mương ngon mát chị dẹt ngon lắm thiệt tình buồn quá bà hai cần cứu sảy chưa thằng câu đạt nó cầm cứng dữ lắm đạt tính đạt cầm câu mà nhổn le lử nó lôi thằng câu cái đó còn nó bự lắm đó Hugo ghi nào bọn trẻ đúng đau lòng quá đi mà sáng nay thăm được hai cá lóc nhỏ giống bự hên con hôm bự rồi đến hồi về nhà mình đổ cá ra cho bạn xem ha nói chung ba anh em cầm được ba con hai anh em cầm được ba con cá lóc cũng nói chung cũng được cầm có 18 cần hôm ba cần kia hai cần kia nó không có nhái. Rồi hai anh em mình về tới nhà các bạn ơi. Bây giờ ấy cá lóc ra cho các bạn xem nè. Đó này hai con sáng. Con chết, con sống. Với con hôm nè. Ủa con hôm nó trắng bóc à. Cái mương trồng sao cá lóc trắng bóc chạy. Cá lóc đồng nó trắng bóc à. Cái đầu nó bị cái gì đen đen à. Anh rộng nó nhảy á. Ừ không phải. Anh rộng nó nhảy nó thâm đen vậy đó. Cá lóc đồng mà nhìn giống như cá lóc nuôi trời. Trắng bóc à. Tại cái mương này mương nước trong hay sao. Mà con này cũng trắng nè. Con kia hồi không rộng hồi cũng giống nhé cái con này là hôm xấu số rồi thầm không dính thì quay về dính rồi quá tài nó vượt chuột ngoài kìa đó hai cái lóc buổi sáng trời ơi cũng ngon rồi thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc cả nhà xem video vẻ nha bái cái lóc như này đó.